Hello anh em, Tà Bóng TV đây. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với cuộc đọ sức giữa Newcastle và Aston Villa diễn ra vào lúc 23:30 thứ Bảy ngày 12 tháng 8 trên sân vận động của đội chủ sân St. James Park. Newcastle vừa trải qua một mùa giải thành công khi về đích ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Riêng trong 10 trận đấu gần đây, Newcastle giành tới 6 chiến thắng mà chỉ để thua có một trận. Nhìn rộng ra hơn, Newcastle vẫn giữ được mạch bất bại xuyên suốt cả mùa hè. Trích Trè đã hướng kết thúc một mùa giao hữu hè thành công về mặt kết quả bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Villarreal. Ở màn so tài với Aston Villa, Newcastle không còn sự phục vụ của Chris Wood do tiền đạo cao lớn này đã chuyển sang khoa Nottingham Forest với giá 17 triệu bảng. Tâm điểm chú ý của họ giờ đây là Sandro Tonali, tiền vệ mới được Newcastle mua về từ Milan với giá lên tới 70 triệu euro. Với phong độ cao cùng nhân sự được tăng cường, đội bóng vùng Đông Bắc hứa hẹn sẽ đem lại một mùa giải đáng xem cho người hâm mộ bóng đá. Về phần mình, Aston Villa cũng chơi rất ổn định. 4 trận vừa qua, đội bóng cán đích ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League mùa trước này giành được 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Nhìn xa hơn, Aston Villa chỉ để thua có 2 trên 16 trận gần nhất. Bên phía Aston Villa, hàng thủ của đội bóng này mới được gia cố bởi sự xuất hiện của trung vệ Paul Torres tới từ Villarreal. Ngoài ra, tuyến giữa Aston Villa cũng có thêm sự bổ sung chất lượng là tiền vệ Youri Tielemans mới vừa kết thúc hợp đồng với Leicester City. Tại giải Premier League Summer Series trên đất Mỹ, sau đấy, Aston Villa đã khởi sắc bằng 3 kết quả khả quan. Cụ thể, Watkins cùng các đồng đội hòa Newcastle, Brentford 3 đều, xen giữa là thắng lợi 2-0 trước Fulham. Và cách đây chỉ 2 ngày, Aston Villa tiếp tục gây ấn tượng với giới chuyên môn khi vừa dập Lazio đến từ Serie A 3 bàn trắng. Về ghi tối thiểu 2 bàn trong 4 trận liên tiếp phản ánh chất lượng tấn công đáng gờm của Aston Villa. Nhờ thế, đội bóng dưới quyền Emery tiềm ẩn khả năng là ngựa ô tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải tới. Mức chấp nhà cái đưa ra là Newcastle, chứ 0.75. Anh em hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào những chú Trích Trè khi họ đang có dàn nhân sự chất lượng và phong độ nhỉnh hơn. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu là 2.75. Khán giả hoàn toàn có thể trông chờ vào một cơn mưa bàn thắng khi cả hai đội đều sở hữu lối chơi tấn công cống hiến. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tà Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.